là cũ. Từ 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 từ. Mắc cái gì? Tiếp tục hành trình cắm câu cả nhà ơi. Vẫn là mồi cá rô đồng này cả nhà. Mồi cá con, mồi cá sống luôn. Đây, nấu đây. Nhiều quá. Nay mình cắm cái điểm mới cả nhà ơi. Điểm mới này hy vọng chắc là tối cá nhiều lắm á. Tại ông anh ông đi qua bên kia ông cắm trước rồi. Chia ra hai người đi cắm như nhanh đó. Cắm phụ ông như nhanh. Mà thấy có mấy cành cá bên bờ bên kia nó ăn rồi. Để chút xíu mình cắm hết cái cành này xong mình quay lại mình đi bắt cá hay quay cho cả nhà xem. Điểm này điểm mới có trời có đồ khỏi sợ mưa nữa. Mới cắm chưa xong anh câu có cá rồi nè cả nhà. Con này chắc cá lóc ăn sớm lắm. Cá lóc cũng nhỏ à, to luôn. Trời cá lóc chút xíu. Dưới kia có mấy con nữa, đứng bên bờ bên kia nhìn qua thấy cả nhà. Chút xíu quá. Cái con mắt luôn để móc mồi lại. Con này chắc cũng thả lại luôn. Con đù. Bắt cái lóc đi đó. Lóc này cả nhà ơi. Bắt có mấy nữa luôn đi cả lăng à. Bắt luôn đi. Đây con cá lóc bên đó con cá lăng. À trời mưa. Trời mưa thì điện thoại cũng hơi mơ. Được. Giờ nên con mày mày kinh rồi này. Đi thăm câu trời mưa cả nhà ơi. Mùa này mưa nên đi hơi cực hơi khó khăn một chút. Cần chắc con mồi cả nhà. Con cần dễ lên luôn. Rồi con mồi luôn. Trời mưa này cả nhà. Trời mưa nên đi thăm cầu. Hơi cực. Còn chi? Cá tế. Ừ, ông nói cá tế đấy nhiêu. Cá tế cả nhà. Bên này còn kinh nữa không? Ừ. Có cá. Đây còn con này cả nhà. Vừa mưa mà vừa chỗ này vừa chật chội á. Khó quay. Thế. Thế dây đó. Có mừng lắm thôi chứ. Giờ đi. Ăn sáng mai ăn nữa nhiều nữa. Ê, cầm lên trên đi cậy chạy đấy. Con cá tế không? Cá tế bắt nguy hiểm lắm, từ từ chứ. Tế to như cái này này. Chạy cho được rồi. Chạy chiếc cá lóc hả? Chạy tồi vậy đi, bùi cầm nữa. To không? Để phải lóc không? Ừ.
lóc bự bự không nhá. Ừ. Nó đi ra bắt đầu cá bự đi ăn nữa nè, hồi chiều cá nhỏ vô cá to nữa nè. Lên bơ lên thua mình thôi. Tao có tay tao có tính đang hoang. Bơ thua chắc thôi. Hương chiêu vậy là mày cầm thái bất. Ngon. Thịt môi ha. Không môi. Mùng mùng. Ừ. Đâu? Lóc nữa không? Ừ. Ui, thì cái điện. Ui, điện. Một cái lóc bỏ nữa cả nhà ơi. Uầy. Còn đi bự hơn con nãy. Ừ. Đã chưa? Màu này tổn đấy, cá lóc ăn trước cá lăng ăn sau rồi, mà đều mái thế, mái ra có cá chim cá đô nhiều. Ủa, hồi chim thì có lắng á. Phản luôn được. Cá lăng 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 thịt nha. Trời mưa ướt nắng nè, còn cả nắng mập á. Đây còn con nữa cả nha. Cả gì đây? Nói là cầm môi nè. À, cả lăng. Ừ, cả lăng lên nè. Được. Ừ, cả lăng đây có vẻ nắng này. Đây, cả lăng đây cả nhà. Con này cũng khá to đây, mừng đĩa con chứ. Kéo cái quèo 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 đã chứ. Nắng to. Tạm ổn. Đứt hả? Ừ. Đứt rồi, dựng là ba rồi. Ừ, đầy quá. Đây, bắt con đi luôn. Lỡ đứt rồi bắt con đi luôn. Đấy, có ba có cá chín mà. Nó mới gọt cây đây nè. Mà anh cuộn trụng cái đuối nó mà móc cái rễ là. Con chim mà nằm ếm dưỡng lên đó. Quỳ đó. Ui, ui, ui. Đúng hả cũ. Từ. Mắc cây đây. Ui, đã. Trời ơi. Bắt đi vãi con. Trời ơi. Đã.
Đuôn đi đưa 5 chỗ, con cần gì nữa. Cần đi đặt sấy rồi. Con mồi, con mồi. Trời mưa quá. Mưa là nước lên chèm lên chèm. Là mấy cân nữa thì con. Rồi, bà con cá lóc không nặng. Giờ bà con đi, con có tỏ nó phải kỳ mấy. Dài nữa chú ạ. Dài mập cả trẻ này nè. Để cá lóc. Để bỏ ra là chưa nên cá lặng tiếng được mấy hết. Lặng ai nít. Chắc mãi đây, mãi mà ăn thì tổ này phải ăn muộn à. Sợ mà nó không ăn nổi tại gần nhà gần cửa. Cả lắng mình gửi ra đi ha. À mình rong ra đây được, rong mấy con cả lắng lại đi chứ khỏe khỏi mất con ít quá. Ít quá bạn chế mình rong ra đây được. Có chân sọc lấy. Con tế này khó. Con tế này khó bắt quá, khó đi. Trong này con mấy con lóc nữa. Đó, hồi chiều vào mày con cá lóc con bỏ luôn cái số thì hai con nóng rồi. Con này nhỏ. Đấy này nè. Đó. Rồi, tối nay gọi một kê thâu ổn định. Bắt cá lóc về luôn hả? Con về chứ. Ừ, con nổi con. Ờ, thì con có khỏi con hai nhỏ khỏi được. Nhỏ xíu mà. Rồi, ok, tối nay được nhiêu đây này. Ừ, có được sọc nó lắm ấy, thảm chứ. Ừ, có cá lóc nhiều. Cá lóc vượt lại rồi. Ừ, cá lắng thì... Măng bữa mà em cầm trắng lên hay ha. Rồi, một thầu thì có chế như nữa. Rồi, nhột cá lắng lại đi. Nhưng con được mấy con rong lại thì con sọc thôi mà. Đây là không được. Ok. Em cột mấy con cá lăng chứ lên hay nha. Ừ. Em cột mấy con lăng, cá lăng chỗ này ít quá đem về, được mấy lạng đâu bán. Cổ bế, cá người lấy.